Hello, ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú cháu đá hai chân Sushi Sòn Mông Bé Bỏng và Mía Mồm Mím. Thì hôm nay mọi người, chị Hiền đang tiến hành cải tạo lại cái xe của em Su và em Mông này cả nhà. Đó, cái xe đây á là cái xe mô tô đó cả nhà. Đó, chị Hiền tí nữa chị Hiền sẽ gỡ hết những cái này ra, chị Hiền làm lại để can xe cho Su như cả nhà. Chị Hiền còn lắp thêm cho Su Bông một cái vô lăng đây nữa nè mọi người. Đó cả nhà thấy không? Đó. Ngoài ra mọi người ở trong đây á là còn có cả một hệ thống điện luôn này cả nha. Đó, ở trong đây có cả một cái motor rất là lớn ở trong đây, hai cái motor luôn cả nha, một cái motor nhỏ đây nữa nè. Đó mọi người thấy không? Đó. Ngoài ra chị Hiền cũng sẽ sửa lại hệ thống điện này, công tắc điện này chị Hiền sẽ sửa lại hết như cả nha. Để chị Hiền tiến hành cho Su Bông lái cái siêu xe này để Su Bông đi chơi nha mọi người. Đó, cái vô lăng đây á là để xoay qua xoay lại để Su Bông di chuyển cái đầu này cả nhà thấy không? Bây giờ chị Hiền cho Su lên ngồi thử. Ôi, xong khoảng thời gian á thì cuối cùng chị Hiền đã làm cho cái xe này khởi động lên luôn rồi cả nhà. Bây giờ á Su có thể lái được cái xe này rồi. Đó, bây giờ chị Hiền chỉ cho Su lái trước, sau đó được Bông nghỉ nha, lái thử thôi. Rồi tí nữa á là anh xe về á là chị Hiền sẽ cho hai đứa lái ra ngoài đường luôn nha mọi người. Bây giờ Bông ngồi bên hông. Hai sẵn cái vô lăng này cả nhà. Đó. Đó, chị Hiền thiết kế cho Su một cái vô lăng để Su xoay qua xoay lại nha. Bây giờ chị Hiền sẽ thử rình xe lên để coi thử cái tiếng xe nó như thế nào cả nha. 1, 2, 3, rình. Đó cả nhà nghe thấy tiếng không? Tiếng xe khởi động lên rồi đó cả nha, như một tiếng xe máy luôn mọi người. Bây giờ chị Hiền sẽ cho Su lái thử từ đây ra đằng trước nha. Đó cả nhà ghê không? Nghe tiếng xe ghê không? Tiếng ách không? Rồi bây giờ Su lái trước nha. Đó. Ghê không mọi người? Lùi nè, lùi nè. Tới nè. Tới. Đó, rồi thôi bây giờ xuống xuống để cho Bông lái tiếp. Rồi Bông lên lên. Bông ngồi xuống. Chuẩn bị nè. Tới. Rồi, lùi nè. Đó cả nhà. Vậy là cái xe này á là bước đầu tiên chị Hiền để sửa được thành công, nó để khởi động nó lái được rồi nghe cả nhà. Bây giờ chị Hiền sẽ để một bên để chờ anh xe về, rồi chị Hiền sẽ cùng với anh xe Su Bông lái ra ngoài đường luôn. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái kẻ xấu mặc áo màu xanh, họa tiết màu đen đó cả nhà. Theo như chị Hiền quan sát thì cái tên này chắc chắn là người xấu rồi. Tuy nhiên cái tên này có ý định gì và mục đích gì phải xem tiếp nhiều các em nhỏ. Cái tên này trang bị khá là kỹ càng luôn, không để lộ da thịt ra ngoài cũng như không để lộ mặt, cho nên cho dù cái tên này có làm kẻ xấu thì cũng sẽ không nhận biết được cái tên này là ai đâu. Ôi trời ơi, mẹ của Su xích sọn, tại sao đi nhiều xe quá vậy ta? Mình là cần mình muốn có một chiếc xe để mà đi, mà tại sao mình không có? Mà nhà con Su xích sọn, tại sao nó giàu quá, nó có nhiều xe quá vậy? Trời ơi, nó có một chiếc xe gì mà nó rình rình, nó đổ cái máy, cái ông bô nó đổ nó, sao mình thích quá vậy ta? Nhưng mà bây giờ á, là mình không thể nào mình lấy được một chiếc xe ra đi. Mình lấy thì công an nó sẽ bắt mình. Bây giờ mình phải phá, mình phá cho con Su xích sọn nó không có xe đi. Để cho nó, bây giờ mình không có những chiếc xe đó, bây giờ mình phải phá, mình phá để cho nó không có những chiếc xe để nó đi. Bây giờ chúng ta nó cùng Su với con Bông ở nhà thôi, trong nhà nó vắng, chắc không có ai ở nhà. Bây giờ mình nhanh chóng rồi mình phá cái đã. Nó con Su kìa, tại sao bây giờ nhưng mà thắng tao à? Mày nói không được phá xe cũng hay à? Tại sao mày không phá? Tại sao mày giàu quá vậy? Mày có bao nhiêu chiếc xe? Nhưng mà bây giờ tao mày ngồi đấy. Cái tên này là cái tên nào cả nhà? Mà nó đột nhập vô nhà của Su Bông muốn phá cái xe của Su Bông này cả nhà. Tiên à, bà phải khống chế hai đứa nhỏ này để cho nó không có le lên. Nó mà le lên á, thằng xe với con Hiền đã đến là nó bắt mình. Bây giờ ta phải cột mày lại đã, rồi ta mới phá cái xe này. Nắm lấy tao, mày nằm xuống đây. Mày không có lấy tao chứ? Mày nhỏ mà mày chém lên người lớn á, mày cột cái tay mày lấy. Tao không
Không ngờ mày là con xú xí xòn con chó mà tại sao mày giàu quá vậy? Mày có nhiều xe hơn tao, tao không có một chiếc hết. Mày nói đi mày. Còn con bé bỏng này, con bông bé bỏng này. Mày xuống đại tạc. Mày sao mày cứ không vô, mày không có tránh cho tao mà mày liêu xí mà ngồi. Mày nằm đấy luôn cái tao. Nằm xuống. Mày tao không được nghe chưa? Mày la hả? Là tao bắt mày đi luôn. Mày cột lại. Cột mày lại với cái éo. Không bao giờ mày chạy ra đâu hết. Thôi hai tỷ em mày lại bị mày đi chưa? Không được đâu mày. Bây giờ vô nhiệm vụ chính bác sẽ phá nát cái xe này. Trước khi phá bác xem thử cái xe này nó ngon như thế nào. Trời ơi, cái đồng bô cái tiếng máy của nó xe này khỏe quá vậy ta. Bây giờ mình phải phá cho nó không có nổ được. Không có nổ được thì nó không có chạy được. Đầu tiên tao sẽ bút hết tất cả dây điện. Tao sẽ bút dây điện ra. Cắt mày tập. Chạy. Nó xìm. Cho xìm lại nó rất là chắc. Trời ơi, cái tên này phá xe của Su Bông này mọi người ơi. Su Bông bây giờ bị chói rồi, không làm gì được hết. Trời ơi, dây dây điện như thế này. Mày bảo làm sao cái xe nó không ngon được. Bây giờ tao cắt. Nắm mía, nắm xuống đó. Mày nói cái gì? Không được, tụi qua, tụi bên nè. Nắm mía tao. Bây giờ tao sẽ bắt hết một cái dây được ra. Hí. Đó như thế này. Là đã tao đã bắt hết tất cả dây điện ra rồi. Đó, mày nhìn được xong. Mày thấy cái gì đó? Mày không được lẽ như chưa? Mày không được nói với ai biết được chứ. Ôi, bố tư. Mô tô dàn liền ở trong đây nữa nè. Biểu làm xem mà cái xe nó nổ có tiếng. Nó quá xịn là đúng rồi. Mày đánh đập quý. Mày nói sao? Mày không được phá phá mấy cái đầm cô ra. Tao có lấy đâu mày làm gì tao. Ây, ây, mày thấy chưa? Mày tao mất hết cái dàn tiền nó ra. Luôn tao lấy cái đầm cô này luôn. Tao mất hết hộp hết dài ra. Không bao giờ mà xuống cái xe này đâu. Đó, đó, tông cái dây điện mà thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Mà tao là... Đừng bất khả, tao cứ bất nó mày làm đi tao. Đó, tao bất dây điện xong. Đó, tao sẽ lấy cái đồng bơ máy của nó đây. Cái này chính là cái để cho cái nào cái motor đi đúng không? Cái đồng bơ đúng không? Tao bất dây luôn. Này tao khóa cái xe này. Xong rồi, giờ tao hoàn thành rồi. Bây giờ tao phải ra kiểu thêm kiểu của tao con người. Cái nhạc cũng xuống xích xong. Hành động như thế nào? Ngủ ở trên đó cả nhà. Mà anh Sen nghe tiếng của em Xuân với em Bông la là không được phá, không được phá. Anh Sen không biết chuyện gì, Sen chạy xuống. Thì cả nhà, cả nhà coi nè. Trời ơi, anh Sen thấy á, có một cái tên nè mà cái màu xanh đột nhập vào nhà anh Sen. Để cho nó làm gì xuống. Trời ơi, nó vô nhà. Trời ơi, Thiên ơi, cái xe của em mới sửa lại mà sao hai rút động cơ của xe đây vậy? Anh không có rút hiền. Hồi nãy anh ở trên phòng anh nghe Xuân kêu cứu cứu cứu. Anh chạy xuống là anh phát hiện có một cái tên mà áo màu xanh, bộ cái mũ như mặt cái đen thui nè. Nó vô cả nhà. Hiền, đập xe của em xui nè. Hãy đừng có giả bộ. Chắc chắn là anh Xuyên ghen tì chị Hiền có thể sửa được cái xe này hoạt động, cho nên anh Xuyên mới làm như vậy. Mọi người, anh Xuyên mới mất hết dây điện đó đúng không? Không, không, Xu ơi. Xu nói một lời công bằng đi. Hồi nãy ai làm? Thấy chưa? Cái gì? Sao mà chuyện vô lý vậy? Đang có Xu Bông ở nhà mà sao cái, có người nào dám vô đột nhập mà phá xe của Xu? Mày Hiền đi đâu? Mày Hiền để Xu Bông ở nhà một mình với cái xe vậy? Em đang chờ hai giờ để em dẫn Xu Bông với hai ra ngồi để thử tiếp cái xe em mới sửa này. Em mới gắn động cơ với lại dây điện lên. Mà bây giờ, trời ơi cả nhà ơi, trời ơi cả nhà ơi, nó phá hư cái xe luôn rồi.
Trời ơi, gửi xem cái xe chị Hiền sửa lại mà bây giờ hư luôn này cả nha. Trời ơi, nó phải hư động cơ luôn này cả nha. Trời ơi. À, nó để lại cái này nè mọi người. Cái đây là không phải dụng cụ của chị Hiền. Chắc chắn là cái tên, nếu như mà theo anh Xin nói đúng là cái tên nó để lại một cái cây mỏ nhọn này đúng không? Trời. Đúng rồi. Trời ơi, cả nhà ơi, nó vô mẹ, nó phá cái xe của em Xu cỡ này thì làm sao mà em Xu có xe đi học được. Trời ơi, mọi người, nó bứt hết dây điện, đường điện ở trong đây. Bây giờ cái xe này là thành cái xe hư, xe rác rồi cả nhà. Tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao nó làm như vậy, Xu? Xu nói Xu không biết. Nó nói gì vậy, Xu? Nó nói là nó không có xe, mà trong khi đó Xu có nhiều xe quá, nó ghen tị với Xu. Nó không có được cho nên nó phải phá. Trời, cái tên này ghê vậy. Trời ơi, mẹ công, mẹ cả nhà ơi, em Xu với em Bông còn nhỏ như thế này mà thằng đó anh thấy nó lớn lắm Hiền. Nó vô á, nó làm nó giống như là Xu Bông nhỏ không có sức chống cự á, là nó vô nó y hiếp em Xu với em Bông á. Vậy là nó để canh rồi cả nha. Cái tên này chắc chắn là nó để quan sát Xu Bông mấy ngày nãy, nó mới biết Xu Bông có xe mới, nó mới canh đúng thời điểm em vừa sửa xe xong mới vô nó phá. Vậy là anh nghi rồi, nó canh lúc Hiền đi nè. Với lại á, bữa giờ á, thằng này chắc chắn là một cái đối tượng nào đó để lảo đảo ở trước nhà mình. Tại vì bữa giờ anh lấy cái xe này nè, anh cho Xu Bông lái mà. Chết rồi cả nhà. Được rồi, bây giờ đội thám tử chị Hiền cùng với Xu Xí Sổng, Mông Bí Bổng và anh Xiên sẽ điều tra thử cái tên này là ai mà có kẻ gan dám vô tận nhà của Xu Bông để phá cái xe của Xu Bông như vậy nha mọi người. Mọi người yên tâm đi, chị Hiền, đội thám tử Xu Xí Sổng sẽ điều tra được tên nó và bắt tên nó gửi lên các chú công an nha mọi người. Bông ơi, Bông đừng có buồn. Bông nói Hiền ơi, Bông nói là tên nó còn đánh em Bông nữa. Nó nói lúc đó là Bông nhảy vô, Bông giống kiểu là Bông kêu là chú ơi không được phá xe cháu, mà tên nó tức cái tên nó đấm em Bông một cái luôn. Trời ơi mọi người, chị Hiền mà bắt được cái tên này là chắc chắn chị Hiền sẽ không thay cho nó đâu. Ngày sau nó còn vô nó quýnh Xu Bông được cả nha. Xu Bông còn nhỏ như vậy, Xu Bông nó có biết phản kháng lại đâu mà nó vô nó khiến hai đứa nhỏ như vậy nè mọi người. Ừ, trời ơi Xu Bông thương rồi anh Hương. Có chị Hiền ở nha, là chị Hiền đã đấm cho tên nó mấy phát rồi mọi người. Yên tâm đi, anh Sen chắc chắn sẽ điều tra ra hung thủ là ai và lấy lại công bằng cho em Xu Bông. Anh xem phải bắt được, anh xem phải bắt cái tên nó mua lại cái xe mới cho em Xu Bông luôn, chứ không thể làm như vậy được, phá cái xe Xu Bông cỡ này luôn cả nha. Đó, được rồi, bây giờ sẽ bắt đầu lập chuyên án kẻ phá họ xe của em Xu Bông nha cả nha. Ok. Vậy thì liệu như cái tên kẻ xấu này là ai mà nó lại đột nhập vào nhà của chị Hiền cùng với Xu Bông dễ dàng như vậy và đã phá cái xe của Xu Bông, thì chị Hiền sẽ tiếp tục điều tra cái chuyên án này để đưa cái tên này ra giao nộp cho các chú công an nha mọi người.